xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương và sau đây là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Cập nhật về tình hình du học sinh Việt Nam tại Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch cúm do virus corona. Tết cộng đồng Việt Nam được tổ chức long trọng tại Pháp. Dấu ấn trí tuệ nhân tạo Việt Nam tại thung lũng Silicon. Ngày 7 tháng 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã công bố nuôi cấy thành công virus corona mới trong phòng thí nghiệm. Việc này sẽ tạo điều kiện cho xét nghiệm nhanh các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm nCoV trong bối cảnh cả nước có thể phải xét nghiệm hàng nghìn mẫu bệnh phẩm trong trường hợp cần thiết. Hiện Việt Nam đã thiết lập hệ thống các phòng xét nghiệm và chúng ta hoàn toàn chủ động trong vấn đề xét nghiệm. Đây sẽ là tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống loại virus này trong tương lai. Hiện đang có trên 1.000 người từ Trung Quốc trở về và gần 500 người có tiếp xúc gần với người nhiễm nCoV đang được cách ly, theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định. Trong khi đó, đã có thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm nCoV được xuất viện do có kết quả âm tính với virus này. Tại Nghệ An, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, thì tất cả 12 trường hợp từ Trung Quốc trở về nghi nhiễm virus corona được cách ly điều trị. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm xác định tất cả các trường hợp này đều âm tính với chủng virus corona. Còn lại, Đắk Nông và Cà Mau, cơ quan y tế cho biết kết quả xét nghiệm 4 người từ Trung Quốc trở về nghi nhiễm nCoV cũng đã cho kết quả âm tính. Tại tâm điểm dịch tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện 25 lưu học sinh Việt Nam vẫn còn ở đó. Theo thông tin mới nhất thì tất cả đều vẫn đang khỏe mạnh. Để giúp quý vị hiểu hơn về tâm trạng cũng như nguyện vọng của các lưu học sinh tại đây, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Hiền, giảng viên Đại học Sư phạm Huế đang làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Sư phạm Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Vâng, chào chị. Ở ngay giữa tâm dịch Vũ Hán thì hiện nay tâm trạng của chị như thế nào? Khi ban đầu khi mà cái dịch nó mới bùng phát và cái số người nó lây lan một cách nhanh chóng á, thì em cũng giống như là những cái lưu học sinh ở đây thì cũng hơi hoang mang một chút, hơi hoang mang và cũng hơi lo sợ một chút. Nhưng mà sau thời gian, một khoảng thời gian thì bây giờ cũng bình tâm lại ạ. Chị cũng như các bạn lưu học sinh ở đây đã có những cái giải pháp như thế nào để bảo vệ sức khỏe của mình? Tụi em thì cũng gần như là rất ít ra ngoài và mỗi khi ra ngoài thì đều trang bị đầy đủ, ví dụ như khẩu trang hoặc là có những lúc thì đeo kính, và mỗi khi ra ngoài về thì thường là rửa tay nhiều lần sạch sẽ, phòng thì luôn giữ cho phòng sạch sẽ và thông thoáng, và ăn chín uống sôi, rồi cũng như là tăng cường sức đề kháng của cơ thể thông qua việc là uống các loại vitamin C hoặc là ăn trái cây rau xanh ạ. Và trường cũng cung cấp mỗi ngày 3 bữa ăn cho lưu học sinh. Khi nghe chính phủ có kế hoạch đón công dân từ vùng dịch Vũ Hán về nước thì chị cảm thấy như thế nào? Khi mà nghe ở trong nước chính phủ và các cơ quan trong nước có kế hoạch đưa công dân Việt Nam ở Trung Quốc về, đặc biệt là ở cái vùng Vũ Hán về á, thì bản thân em trước tiên em cảm thấy rất là biết ơn. Tâm lý thì nói chung là ngoài sự an tâm vì sự quan tâm của đại sứ quán và các cái cơ quan trong và ngoài nước và cái việc mà tự bảo vệ bản thân sức khỏe để mà an toàn trong cái tâm dịch ấy, thì mọi người đều có chung một cái nguyện vọng, đó là muốn được về, quay trở về nước. Bởi vì vì dù sao thì ở đây cũng là vùng tâm dịch và dịch nó chưa có thể hạn chế được trong ngày 1, ngày 2 á. Chỉ có điều gì muốn gửi gắm với bạn bè, người thân ở nhà hay không ạ? Em chỉ muốn gửi gắm một điều là hiện tại thì bản thân sức khỏe em vẫn đang tốt, vẫn đang còn cố gắng giữ gìn và chống cự trong vùng dịch. Thì mong mọi người là hãy an tâm. Rồi qua các mạng xã hội thì em thấy là hiện nay ở nhà là có rất là nhiều người có tâm lý hoang mang và lo sợ một cách thái quá. Thế thì em cũng cái mong muốn là mọi người hãy bình tâm một chút, hãy nghe những cái nguồn thông tin chính xác và khoa học. Vâng, cảm ơn chị.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vừa qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp nhận 29 yêu cầu của công dân tại vùng dịch ở tỉnh Hồ Bắc bày tỏ nguyện vọng về nước. Bà Lê Thị Thu Hằng nói, Bộ Ngoại giao đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, sẵn sàng đưa công dân Việt Nam ở vùng có dịch về nước khi cần thiết, phù hợp với thông lệ quốc tế, luật pháp Việt Nam và luật pháp sở tại trên cơ sở nguyện vọng của công dân. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, trong những ngày qua, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã giữ liên hệ với hơn 400 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và du lịch ở Trung Quốc, không bao gồm các trường hợp sang Trung Quốc ngắn hạn và không đăng ký bảo hộ công dân với Đại sứ quán. Qua liên hệ, các cơ quan đại diện thông báo, nhìn chung, tình hình sức khỏe của các công dân này hiện ổn định. Nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020, báo chí các nước Bắc Phi trong những ngày qua đã có hàng loạt tin bài ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng loạt tờ báo và trang mạng uy tín tại Algeria như tờ Diễn đàn Độc giả, Diễn đàn Ngoại giao Quốc tế, Thời sự Algeria, Tạp chí Phóng viên, Người Algeria yêu nước, Algeria 360 độ đã đăng tải nhiều bài viết nêu bật ý nghĩa sự ra đời và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Đồng thời ca ngợi những thành tựu Việt Nam đạt được sau gần 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản, bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ trước vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trên trường quốc tế, coi Việt Nam là hình mẫu về kinh tế, xã hội cho các nước đang phát triển. Còn tại Ai Cập, bài báo bằng tiếng Ả Rập với tựa đề Lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Jose Marti trên chuyên mục bình luận của báo điện tử Al Aram đã thu hút hàng ngàn độc giả theo dõi và đón đọc. Tác giả cho rằng những phát triển của Việt Nam gần đây là những bước tiến kỳ diệu, đưa Việt Nam trở thành một nước đang trỗi dậy ở châu Á và được coi là một con hổ đang vươn lên của châu Á, chiếm lĩnh vị trí cao trong bản đồ phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên toàn thế giới. Vừa qua, tại thành phố Siem Reap, Campuchia đã diễn ra hội nghị tham vấn về bom mìn sót lại sau chiến tranh do Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN tại Campuchia tổ chức. Năm 2020 là năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch Ban chỉ đạo Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN. Campuchia đặt mục tiêu hoàn tất giả phá bom mìn và các loại vật liệu nổ khác còn sót lại sau chiến tranh vào năm 2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Chủ tịch Ban chỉ đạo Trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN tại Campuchia, đã cảm ơn các nước thành viên ASEAN và quốc tế đã hỗ trợ nguồn kinh phí cho trung tâm hoạt động trong những năm qua. Riêng đối với Việt Nam, hỗ trợ cho trung tâm khắc phục bom mìn khu vực ASEAN mỗi năm 10.000 đô la Mỹ. Tại hội nghị, đại diện Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã có bài tham luận về chiến lược quốc gia trong hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn để lại sau chiến tranh của Việt Nam. Thông điệp của Việt Nam là không còn người bị tai nạn vì bom mìn do chiến tranh để lại. Mọi người đều được lao động, sản xuất và sinh sống an toàn trên quê hương, mảnh đất nơi mình sinh ra. Campuchia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bom mìn và vật liệu nổ trong chiến tranh. Ước tính có khoảng từ 5 đến 6 triệu quả bom mìn và các loại đạn dược khác còn sót lại sau chiến tranh ở Campuchia. Từ năm 1979 đến nay, có đến gần 20.000 người thiệt mạng và gần 50.000 người bị thương, bằng gần một nửa số người thiệt mạng và bị thương do bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam, trong khi dân số chỉ bằng khoảng 1/6 so với Việt Nam. Chính phủ Campuchia đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu tháo gỡ hoàn toàn bom mìn và các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên lãnh thổ Campuchia để đẩy mạnh khai thác đất đai, phát triển sản xuất, giúp người dân cải thiện cuộc sống. Như thông lệ hàng năm, lễ đón mừng Tết Nguyên đán tại Pháp lại được Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức long trọng ở tòa thị chính của thành phố Paris. Hoạt động này luôn nhận được sự đón chờ của cộng đồng người Việt sinh sống tại Pháp và sự quan tâm của các quan chức thành phố Paris. Đến dự buổi lễ năm nay, không chỉ có cộng đồng người Việt mà còn có cả sự góp mặt của các quan chức chính phủ và thành phố Paris. Thị trưởng thành phố Paris bà Anne Hidalgo đã dành nhiều lời tốt đẹp ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với kinh tế và đặc biệt là sự đa dạng cho văn hóa của nước Pháp.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp ông Nguyễn Thiệp cũng khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong mối quan hệ song phương, cũng như những cố gắng hòa nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc của cộng đồng người Việt sinh sống tại đây. Đây là lần thứ 8 liên tiếp mà cộng đồng Việt Nam tổ chức cái Tết ở đây. Cho nên cái việc mà tổ chức Tết ấy, tại Tòa thị chính Paris thể hiện được một cái sự trân trọng của thành phố Paris đối với cái sự gắn bó người Việt cũng như sự đóng góp của người Việt đối với cả cái văn hóa và thành quả của Paris. Buổi lễ đón chào năm Canh Tý đã có thêm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như trình diễn áo dài, biểu diễn nghệ thuật do chính các gia đình Việt Nam sinh sống tại Pháp trình diễn, đánh dấu những bước phát triển mới trong việc gìn giữ bản sắc Việt Nam của thế hệ mới. Tại thung lũng Silicon, Mỹ, rất nhiều tài năng trẻ Việt Nam đã thành danh hay giữ những vị trí nhất định trong các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Được ghi danh trong danh sách 30 gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes, tiến sĩ Lương Minh Thắng có nhiều đóng góp trong mảng nghiên cứu về Machine Learning, một phân ngành của trí tuệ nhân tạo AI. Nhưng điều khiến anh được giới trẻ Việt kính trọng, đó là một trái tim luôn hướng về quê hương. Lương Minh Thắng là tiến sĩ khoa học trẻ có tầm ảnh hưởng ở Google Brain, một bộ phận chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo của Google. Với chuyên môn là ngôn ngữ tự nhiên và học sâu cùng hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học, Thắng đã giúp trình dịch thuật của Google trở nên chính xác hơn, giúp máy tính hiểu rõ hơn ngôn ngữ của con người, đồng thời phát triển mô hình máy tự học. Năm 2018, Thắng được Forbes bình chọn vào top 30 người dưới 30 tuổi. Cũng năm đó, Lương Minh Thắng cùng Vũ Duy Thức, giám đốc điều hành công ty OmniLab, triển khai dự án Việt AI tại Việt Nam. Tại vì tôi biết là Việt Nam mình các bạn rất là thông minh, rất là chăm chỉ học tập. Thì phải làm sao để truyền cảm hứng cho các bạn, làm sao để tạo ra cái sân chơi, một cái nơi các bạn có thể cùng nhau học tập, cùng nhau nghĩ ra những cái ý tưởng táo bạo hơn, dám làm những cái điều lớn hơn. Thì đó là lý do vì sao chúng tôi lập ra Việt AI. Đã có những học viên của Việt AI được Google công nhận là chuyên gia của Google về trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chương trình đào tạo về trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được nhân rộng, Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Việt Nam, Việt AI Summit, cũng đã trở thành một sự kiện thường niên do Việt AI tổ chức, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia, cộng đồng trí tuệ nhân tạo và doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Mình và Thức cũng đang lên kế hoạch để phát triển Việt AI lên một cái tầm cao mới. Lúc đầu thì mình khởi đầu thì mình muốn tạo một cái cộng đồng, nhưng mà bây giờ mình muốn cao hơn nữa, hoài bão thì là muốn là có thể là trang bị cho tất cả các bạn kỹ sư ở Việt Nam kiến thức về AI rộng khắp, coi như là một đào tạo một cái nguồn nhân lực cực lớn ở Việt Nam. Lương Minh Thắng chỉ là một trong số hàng ngàn trí thức trẻ người Việt tại thung lũng Silicon bằng nhiều cách khác nhau đang đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước. Ra đi để rồi lại trở về, với họ dù ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ cương vị nào, Việt Nam vẫn luôn là nơi để họ tìm về. Tôi là người Việt Nam, muốn Việt Nam có một cái dấu ấn trên bản đồ AI thế giới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban truyền đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam VTV4, kính mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web vtv4.vtv.vn hoặc trang youtube.com/vtv4go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.